Xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tiếp theo trong clip ngày hôm nay, giới thiệu đến các bác một quả loa súp điện của hãng Onkyo. Đây là dòng loa súp 5.1, có thể đánh độc lập hoặc có thể ghép thêm loa tay để thành một bộ nghe nhạc như là những bộ dàn các bác nhé. Các bác có thể ghép thêm vào những bộ dàn mini, dàn chung mà đang thiếu tiếng bass, hỗ trợ thêm bass cho nó mạnh mẽ hơn. Loa có model là HTX 11. Đây là công tắc bật tắt nguồn. Volume to nhỏ. Em đang cắm cái dây line ở phía sau nên là nó phát ra tiếng ù nhá. Rút ra. Đây là volume to nhỏ. Công suất quả loa này cũng rất là lớn cho các bác nhé. Max lên đến 80W. Đây là các chế độ nghe nhạc này. Đó, rất nhiều chế độ để các bác có thể thay đổi nghe nhạc hoặc là xem phim, gắn thêm loa surround, loa center ở phía sau vào, input là các ngõ vào. Đó. Một loa bass có kích thước khoảng 16 cm, màng giấy vân cao su còn tốt các bác nhé. Đó, mềm mại dẻo dai, rốn loa là rốn vải. Bass này là bass từ sắt lớn, nó là loa súp nên là từ nó cũng rất là khủng luôn. Đó, mặt trước của loa còn rất là mới. Cái này có ê căng lưới vải đậy ở phía trước. Ê căng này thì hàng về em mới mở ra nhé. Mở ra để kiểm tra cái loa bass ở bên trong. Nên là loa vẫn còn rất là đẹp. Lỗ thông hơi. Các công nghệ được tích hợp ở trong loa súp. Hình thức bên ngoài của thùng loa bên này còn đẹp hết các bạn nhé. Vỏ màu ghi. Phía bên này thì là hơi xấu một chút. Cái chỗ này là nó bị bong, bị chảy cái vỏ nhá các bác nhé. Đây là em đã sơn lại. Đó, dùng sơn màu ghi để sơn lại. Bên trong thì còn rất là nhẵn nhá, không có bị bể nở gì cả. Đây là chỉ bóc ra thôi. Đó, rất là nhẵn và cứng, không ảnh hưởng gì đến thùng loa. Dù sao thì nó ở bên sườn thôi. Đó. Thông số phía sau quả loa Onkyo HTX 11. Loa dùng điện 100V. Công suất tiêu thụ là 66W. Được sản xuất tại Malaysia. Đó, các bác có thể nhìn thấy rất rõ thông số quả loa ở phía sau.
Đây là quạt để làm mát, khi các bác mở lên thì nó quạt nó sẽ quay nhé. Có 3 cổng digital input, đó, cổng quang, có giải mã các bác nhé. Các bác mà muốn nghe nhạc mạng cắm từ TV xuống loa là có thể nghe trực tiếp được nhạc mạng luôn. Đây là các ngõ vào la 1 và la 2 bằng giác hoa sen. Ngoài ra còn có cổng real này. Đây là dùng cho điều khiển. Bên trên là các đường ra loa tay, ở giữa là center, ở bên phải là đường ra loa phone, là hai ra hai loa chính. Đó, hai loa chính xanh, màu đỏ và màu trắng đây. Trên là dương và dưới là âm. Bên này là loa surround các bác nhé. Tất cả các ngõ này vẫn còn hát đầy đủ luôn. Đó, các bác nếu mà muốn nghe nhạc, các bác đấu thêm hai loa tay vào là thành một bộ nghe nhạc cũng rất là hay. Các bác muốn nghe đầy đủ tất cả các loa thì có thể đấu để nghe được tất cả luôn nhé. Tùy nhu cầu của các bác nghe nhạc và hoặc là xem phim, hoặc các bác thể nạp loa súp điện đánh độc lập cũng ok. Đây là số series của loa. 4 số cuối là 0929. Loa hàng bãi về thì vẫn còn nguyên zin tuyệt đối các bác nhé, chưa qua sửa chữa thay thế linh kiện. Là bên trên này thì cái khe hở của cái giữa cái gỗ, cái thành gỗ và cái ở bên trong này nó hơi hơi hở hơn một chút, nó không được khít hẳn vào các bác nhé. Cái này là do gỗ, có thể nó bị co ngót nên là nó hơi bị cong một chút ra bên ngoài. Đó, nên là nó không cảm giác không được khít lắm. Đó, cái chất gỗ thì vẫn rất là cứng các bác nhá, nó không bị mềm hoặc là bị bể nở. Đó, gỗ vẫn rất là cứng luôn, không ảnh hưởng đến thùng loa, đập vẫn rất là êm, không phát ra một tiếng động nào luôn. Đó, nhìn ở bên trên thì mới thấy thôi, nhìn đằng trước thì không vấn đề gì. Và mà tiến hành test loa sub onkyo. Đầu tiên thì em sẽ ghép loa tay vào để test đường loa tay cho các bác. Loa tay nghe tốt các bác nhé, nghe tiếng rất là hay và khá là to. Rồi em sẽ test quả loa súp không. Rất êm các bác nhé, không hề phát ra một tiếng động nào luôn. Đó, súp mà để xuống đất thì nghe nó hay hơn là để ở trên cao.
Ok. Quả loa sub 5.1 của Onkyo. Các bác có thể ghép vào dàn để tăng thêm giải bass, hoặc là các bác ghép thêm loa tay vào để thành một bộ nghe nhạc có giải mã, nghe nhạc mạng cũng rất là hay. Quả này em sẽ bán với giá là 1.300.000. 1.300.000 giá chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Nếu mà loa đẹp hơn thì có thể có giá thêm vài trăm nữa. Đấy, quả này thì nguyên zin, tuyệt đối hoạt động tốt mọi chức năng. Bạn nào thấy được thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Xem kỹ trước khi liên hệ. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Xin cảm ơn.